Đây. Bia ăn phải không? Bia ăn phải không? Mình khai quan nha. Cái món này là đặc sản đó nha. Đây. Bia ăn với mọi người ăn. Ông quay để ông quay cho mẹ nè. Quay để hỏng luôn, quay hỏng luôn. Nuốt vô. Qua đây, qua đây, qua đây. Làm lại, làm lại. Tặng con nữa, làm lại. Bây giờ ở đây ai trứng? Bây giờ ở đây ai trứng đúng không anh? Bia ăn. Ăn là mười mấy con á. Mình không dám ăn. Mình cũng không dám ăn. Không ăn đâu, ai không ăn mà đừng nói. Nói ăn nữa không đủ à. Không đủ. Nó đi 10 đứa nói. Nằm nhúng rồi. Ta ơi nhúng con. Có chủ nữa. Nhúng vậy cũng được. Thì muốn luôn. Giờ mới thấy thương mà có. Này. Béo mà nó. Ngay luôn cái đầu béo đã đó. Mình sát trùng rồi. Đáng ăn cái à. Vô nước mắm cũng sắc tùng rồi. Vô nước mắm nó hơn. Quay vô cái giống em làm cột sữa. Béo không? Trời mày. Cảm giác. Trời mày, như bò sữa, như bò sữa. Trời ngon lắm. Như bò sữa vô ăn rồi có mốt à, kiếm không có luôn á, đừng có chơi à. Mới ăn rồi. Cái này còn chắc là nhỏ. Nghe luôn cái đầu nha, đã lắm. Ha. Đúng rồi. Ngon, đúng rồi. Không không? Bỏ đảo không? Thôi được rồi, không rồi. Đủ rồi. Không ăn, không ăn, không ăn. Có tròn. Quá nẻ. Không, không. Bé béo rồi. Nó dồn, nó dồn, nó dồn, nó bụt. Còn sống nó có rồi. Nó gì á? Mày đáng chiều mà. Ăn một con. Mày đáng chiều tao đi. Mày đáng chiều tao đi. Con thôi. Không ăn chín. Không ăn, anh mới ăn sống hả? Đúng rồi. Đúng bình thường à. Mày đáng chiều tao đi. Mày chiều tao đi. Cái da nó hơi dai. Đúng rồi. Nhưng mà cắn mẹo. Đúng rồi. Cắn đầu bây giờ nó yếu mà đau luôn đã. Nhưng mà sau khi nó bể nó yếu. Còn đây yếu nè. Không. Nó yếu mới nào cũng thấy nó ghê vậy.